Rồi xin chào anh em nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn cách coi là đấu điện của cái cục đổi nguồn từ 220 xuống 100V, 110V nhá. Dùng cho hàng Nhật bãi này. Bởi vì nội địa Nhật thì họ toàn là điện 100-110 thôi nhá. Cái này cục này nó ứng dụng cho gắn vào quạt này, cái này máy hút lọc bụi này, máy hút ẩm này, máy lọc không khí bù ẩm này. Nói chung là cái gì mà nó dưới 80W là sẽ dùng được. Còn trên 100W thì sẽ phải mua cái cục nó lớn hơn nhá. Rồi bây giờ mình xin vào tiết mục chính. Ở đây á, mình đã lối sẵn rồi á. Đây này, hàng này á, mình xin giới thiệu đơn là hàng của công ty nhá. Không phải là bọn mình cuốn tay bo đâu. Đây là hàng công ty cuốn nhá. Nên là những cái dây đồng này cuốn rất chi là đều mịn nhá. Không bị nam nham nhá, hàng công ty ấy. Còn đâu mà nếu mà bình thường mà gia công ấy thì nó sẽ nam nham. Không phải hàng công ty nó sẽ nam nham. Cục này là đa số gắn vào trong nhá, dùng cho cái đài mini đây chẳng hạn này, dùng cho cái bộ dàn vi tính mini này, cắm vào 220 thoải mái này. Đó, mình đang nghe nhạc á. Đấy, cái nào mà nó cứ dưới 80W là sẽ dùng được nha. Còn đâu nếu mà từ 80W trở lên, từ 100W trở lên thì là lên dùng một cái cục nó cũng to đấy. Cục nó cũng to đấy. Rồi đây này, đây là cục này là 80AV này. Trong này nhà sản xuất có làm 3 màu dây và có ứng với 0V này, 110V này, 220V này. Thì dây đỏ này nó là ứng với 220V này. Đó, dây vàng là 110V này. Còn cái này 0V này. Đó, thì đây mình xin là giới thiệu luôn là đây là đây là đầu 220 vào dây vào này, dây điện 220 này. Đó, còn đây là vào cục nguồn này, là cái dây 220 này là không được gắn của hai cái dây này vào. Gắn cái điện 110 vào là cái dây màu xanh dương và màu vàng là điện 100. Đó. Đó, như này các bạn có nhìn rõ không nhỉ? Anh em nhìn rõ không nhỉ? Đó. Đây cái cầu lối này nó có 3 chân. Cầu lối này có 3 chân thì đây các bạn cứ nhìn theo nó, mình đã coi là gắn trực tiếp vào rồi thì là đây. Đó. Đây cái này cứ bóp xuống là nhấn đầu dây vào được nha. Cái này cứ bóp xuống là nhấn cái đầu dây vào, dây của mình lớn quá mình không bóp được. Cái dây này nhỏ lắm. Có người thắc mắc ấy, là nếu mà đo cái này nó là 0V ấy thì lại phải thử cái màu, thử cái bút điện, một cái đỏ một cái mát. Thì cái đấy nó không quan trọng đâu. Anh em là cứ dùng này, đang cắm như này đúng không? Đang này là 0V này, anh em có thể đổi chiều như này. Đó, đổi chiều như này nó vẫn được. Chứ không phải là lo lắng là cứ phải thử bút điện. Đấy, là cứ cắm, tức là cái đầu này, đầu điện 220 này, các bạn có thể xoay đây này, xoay đây này, thoải mái không bị cháy này. Miễn sao là cái cầu lối này, cầu lối 220 này, một đầu vào đầu này, một đầu vào đầu này. Đó, tức là ở giữa này là không được cho vào giữa. Ở giữa này nó có cái màu vàng này rồi. Đó, mình xin tách rộng hơn để anh em nhìn rõ. Đây, đây nó là đầu ra 110 đây. Đây nó là đầu ra 110. Đó. Cái này á, nếu mà anh em không thích thì cuốn luôn như này này. Đó, theo mình thì mình cứ cuốn luôn như này. Đó. Và cái đầu này nó như này.
đầu này ấy, nếu mà cuốn mà không cần cầu ấy thì cuốn như này. Đó. Nếu mà không cần cầu thì các anh em cứ cuốn như này cho mình này. Đó. Đó, nếu mà không cần cầu thì đây coi như là mình hướng dẫn luôn là không cần cầu thì cuốn vào như này luôn. Đó. Nếu mà không cần cầu các bạn quay vòng dưới bóng, còn đâu nếu mà cầu thì đúng như lúc đầu mình đã cuốn, mình đã ấy vào nhá. Đó, mình có thể hướng dẫn lại này. Đây này, nếu mà cầu thì các anh em thì cho vào đây này. Cầu thì như này. Đó. Anh em để ý rõ cho mình nhá. Dây này. À, nhà sản xuất đã ghi rõ ở đây rồi nhá. Rồi đấy. Rồi anh em cứ thế mà làm thôi. Đây là đầu ra điện 110 đây. 110V này. Đó. Điện này điện vào nhá. Hai đầu điện vào này, ba đầu này là điện ra này. Đó. Đây đó. Mình bán cái cục 60 AV này á thì là nó dùng được 60 VA thì dùng được 45W trở xuống, 80 VA thì dùng được 65W trở xuống, còn 100 VA thì dùng được 80W trở xuống. Cái cục 60A và 80A và 100A thì lần 1 VA ấy, không phải là 100A đâu mà là 60 VA này, 80 VA này, 100 VA này. Đó, thì nó lần lượt với số tiền là 90.000 này, 100.000 này, 120.000 này, nó lần lượt từ dưới lên trên nhá. Đó, anh em có nhu cầu cái hàng gì nào mình sẽ đáp ứng đầy đủ nhá. Đây bộ loa vi tính này mình đang nghe là giá của nó là 1 triệu nhá. Chưa có cục VA này đâu nhá, chưa có cục đổi nguồn này đâu. À, mình có cả ad này, ad nhật này, 3 pha này, 500k này. Cái này nó là 225A này, cái này 250A này. Cái này bao nhiêu A? 200A này, cái này 200A này. Đồng giá 500 nhá, còn cái này đồng giá 160 nhá. Ad chống giật, ad chống giật. Đó, tất cả đều ad chống giật. Đây 3 pha này, đây là 1 pha này. Ba pha đẹp này, hàng đẹp lắm nha, mình bóc thử đây rồi nha, hàng như mới luôn nha, đó, hàng như mới luôn nha, anh em để ý cho mình nha, hàng như mới mình bóc một con ra đấy, đó. Hàng này nó phải trên 90% nha, máy móc làm mộc mình có rất nhiều nha, anh em có nhu cầu thì mình lúc nào cũng có đáp ứng cho đục xích và đục vuông thì lúc nào cũng có nha. Đó. Máy cưa này, máy khoan này, máy bào này, lồi cơm điện này. Đó. Bếp ga thì mình sắp về nha, hàng bếp ga thì sắp về đến nơi có khoảng chục ngày nữa nha, đang trên đường về ấy. À, mình có bán cả những cái bộ đổi người nguồn lớn này. Nó là cái điện này, những cái cục Niwa hay là Esanda này nó vớt được điện nhá. Tức là nó điện nó có thể là vào 100 nhưng vẫn ra 200 được. Hoặc là điện vào bình thường, nếu mà điện 220 mà xuống điện 110 á thì nó cứ chia đôi. Ví dụ điện mà nó không vớt được ấy thì điện mà nó yếu 100V ấy thì nó sẽ mình muốn xuống điện lưới đang xuống 100V ấy mà không có vớt ấy thì dùng cái cục đổi nguồn này không này, thì đang ví dụ như là điện vào 100V này ra thì ra mà nó một nửa này thì nó sẽ bị còn chỉ 50V nữa nhá. Nhưng mà cái cục này á nó vớt được điện này, ví dụ điện vào mà 100V thì nó vẫn vớt được lên 200V à 220V.
đó nó hơn cái những cái cục đổi nguồn này ở đấy. Những cái cục này nó là cục cũ nhá, đã qua sử dụng rồi nhá, hàng của nó tùy theo chất lượng là mới cũ để mình bán nhá. Mình bán ví dụ cái cục Niwa này là bán 3 kg là 900.000 nhá, cục Esanda này là 5 kg là mình bán 1.200.000 nhá, còn cục này 4 kg là mình bán 900.000 nhá, của Esanda nhá, 5 kg là 1.200.000 nhá. 3-4-5 kg lúc nào mình cũng có nha. Hàng mình chưa bán hết nên là mình chưa nhập về nha. Đã qua sử dụng rồi nha. Nhưng mà hàng này rất chi là bền tốt nha. Anh em cứ về sử dụng quê thoải mái nha. Điện yếu thì vớt lên đủ nha. Đó. Máy bào 136 à. Ờ, máy bào lưỡi 82 này, cưa 415 này, 380 này, máy móc sảnh cưa 2 lưỡi này, bếp ga cái chỗ này nó bị hỏng này nhá, mình không có bán. Máy phay mình còn rất nhiều nhá, máy phay còn loại mà 2516 nhá, vam kẹp 30, máy phay 2 mũi nhá. Máy đục vuông à. Đó. Máy chỗ này là mình chưa có sửa lại à. Loa vi tính này, ứng dụng cho loa vi cho vi tính, tivi, điện thoại nhá. Băng đĩa mình không có bao nhá. Chạy nó có cả chạy được đĩa nhưng mà mình không bao sống đĩa nhá. Coi như đĩa mình bán giá đĩa chết nhá. Thế cục này là 1 triệu à. Bộ này là 1 triệu à. Bộ Kenwood này là 1.2 triệu này, còn đâu những cái bộ này 800 thôi nhá. Anh em mua bộ nào thì đánh chụp ảnh màn hình đánh dấu cho mình nhá. Đó, rồi xin chào anh em nhá.